Hello mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Đạo Bài. Và hôm nay mình có lên một bộ cam đùm liền cho Sachi 150 FI. Ở đây có đùm Magom Igawa trước sau, kèm đĩa giót và một bộ cam Titan. Size cho loại này là 157 mà 184 đĩa nha. Còn niền Posi size 1.4.4. Bao đẹp luôn cho anh em chạy trường luôn. Ở đây thì mình lên cho anh trai Kiên Giang chuẩn bị đi chạy ở trường ở dưới Cần Thơ. Anh này sẽ giáp và giúp và giao cho anh trai dưới luôn. Rồi mọi người chờ cái clip hoàn thành rồi mình sẽ quay lại cho mọi người coi luôn. Vậy là mình đã hoàn thành một cặp bộ bánh cho xe chia trong đùm niền Boshi trong Titan đùm Magom Igawa. Rồi, đẹp trai luôn cho anh trai chịu chơi đi Kiên Giang luôn. Thì bao xe nha mọi người, hàng Thái Lan, đẹp cực kỳ, màu xanh. Rồi chào mọi người.